Khoảng 11 giờ trưa ngày 13 tháng 6 năm 2023, người dân sống trên đường số 5, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức phát hiện nhiều điểm bất thường tại một căn phòng trọ ở cuối đường. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện hai vợ chồng sống trong căn trọ đang nằm bất động. Sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng y tế đã đến xác định cả hai nạn nhân đã tử vong. Hiện trường vụ việc rất hỗn loạn, có nhiều vệt dịch ở khắp nơi. Nạn nhân được xác định là một cụ ông 80 tuổi và vợ 75 tuổi, nhưng tin báo công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.